Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 21: Thảy đều là chính từ tâm bạn biến hiện ra. Ở trong kinh điển Phật thường hay nói, dùng làm để thí dụ. Thí dụ nhiều nhất là nói về giấc mộng. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Khi tỉnh mộng rồi, cảnh giới trong mộng vẫn nhớ rất rõ ràng. Chính mình nghĩ thử xem, mộng từ đâu mà có vậy? Tất cả những cảnh giới trong mộng từ đâu mà có ra vậy? Mộng là do tâm ý thức của chúng ta hiện ra. Cái tâm ý thức này nó ở chỗ nào vậy? Không biết được, tìm không thấy. Khi nằm mộng thì rất rõ ràng, hết thảy tâm biến thành cảnh mộng là do tâm của bạn biến hiện ra. Trong mộng nhất định có chính mình, có ta. Các bạn có lần nào nằm mộng trong mộng mà không có ta chăng? Không thể nào. Trong mộng nhất định có ta, vì ta là chủ thể. Bạn còn mộng thấy rất là nhiều người, người mà bạn quen biết và người bạn không quen biết, người bạn ưa thích và người bạn không ưa thích. Những người này từ đâu mà ra vậy? Thấy đều là từ tâm chính bạn biến hiện ra. Ngoài những người này ra còn có một số động vật, thực vật, sơn hà, đại địa, hư không, đều là từ trong tâm của bạn biến hiện ra. Tục ngữ trong nhà Phật chúng ta gọi là toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân là cái tâm có thể biến ra cảnh mộng, đó là chân. Tất cả cảnh giới biến ra trong mộng, đó là hư vọng. Ngay khi bạn đang nằm mộng, cái tâm đó của bạn liền biến thành cái cảnh giới đó. Hết thảy cảnh giới chính là tâm của bạn. Cả thảy tâm biến thành cảnh giới đó. Cho nên chân vọng không hai. Cái thí dụ này làm cho chúng ta dễ dàng thể hội được, dễ dàng hiểu được. Phật nói với chúng ta, cái vũ trụ rộng lớn trước mắt chúng ta, tận hư không khắp pháp giới, mười phương thế giới, vô lượng vô biên chư Phật, vô lượng vô biên chúng sinh, đều là trong tâm của chính chúng ta biến hiện ra cả. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, duy tâm sở hiện, cảnh giới là tâm hiện ra. Hiện tại, tại vì sao có thể có dáng vẻ nhiều đến như vậy? Tại vì sao có chư Phật Bồ Tát? Vì sao có thiên đường địa ngục? Vì sao có sự khác biệt nhiều đến như vậy? Duy tâm sở hiện, sự khác biệt thay đổi nhiều đến như vậy đều là thức biến. Vậy thức là cái gì vậy? Ngày nay chúng ta gọi là tác dụng của tâm lý. Tâm hiện ra cảnh giới, thế nhưng tác dụng của tâm sẽ làm cho cái cảnh giới này thay đổi, cho nên liền biến đổi vô cùng phức tạp. Cảnh giới bên ngoài phức tạp, nói rõ cái tâm có thể phân biệt của chúng ta phức tạp. Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chính ba cái sự việc này, trong mỗi thứ này, cái mức độ phức tạp của nó là vô lượng vô biên. Vậy mới hiện rõ ra mười pháp giới, do đây mà ra. Cho nên tận hư không khắp pháp giới chính là một thể. A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.